nay chị mình nghĩ về để làm lại thì chị làm cái lọ hết, lọ thì viêm nên mình sẽ tháo ra để xử lý lọ, nhưng mà mình sẽ không lại đâu. Thì đầu kim loại này là nó bị tọt với lại nó bị oxy hóa, nó sẽ đen của răng, nhưng mà cái thắc mắc tại sao làm nó thâm của răng ấy, nên nó đen đẹp gì cơ. Nhưng mà được cái là răng còn tỉ, đa số nó còn tỉ. Thank you.